Hôm nay mình sẽ học thì hiện tại tiếp diễn. I am doing something. Present continuous. Thì hiện tại tiếp diễn, ngay cả cái tên của nó mình cũng biết là hiện tại tiếp diễn diễn tả những hành động nào mà đang xảy ra hiện tại. Hành động nó đang diễn ra và chưa hoàn tất, nó vẫn đang diễn ra. À, một số ví dụ. She's eating. Cô ấy đang ăn. She isn't reading. Cô ấy không đang đọc sách. Hoặc là ví dụ thứ hai. It's raining. Trời đang mưa. The sun isn't shining. Trời không đang chiếu sáng. Trời không đang nắng. Ví dụ thứ ba. They're running. Họ đang chạy. They aren't walking. Họ không đang đi bộ. À, mình cũng chú ý là cách sử dụng thì hiện tại tiếp diễn của tiếng Anh. Mặc dù trong tiếng Việt mình hay nói là tôi không chạy, hoặc là tôi trời không mưa, trời không nắng, hoặc là tôi không đọc sách, thì cô ấy không đọc sách. Thì nghe giống như là hiện tại đơn chứ không phải hiện tại tiếp diễn. Nhưng mà khi sử dụng tiếng Anh để nhấn mạnh cái hành động nào đó không đang xảy ra, thì mình sẽ sử dụng thì hiện tại tiếp diễn. She isn't reading. She isn't reading. Hoặc là The sun isn't shining. They aren't walking. Đó là các ví dụ về những hành động không đang xảy ra và phía trên là những hành động đang xảy ra. À, mình chú ý cách sử dụng thì sau từ sees dùng từ is, cái này là từ is viết tắt, đánh dấu phẩy thêm s và một động từ thêm ing. It is rồi dùng đến động từ thêm ing. They thì đi với từ are, they are running. Thì hiện tại tiếp diễn cấu trúc là sử dụng is, am, are cộng các động từ thêm ing, cái này là tượng trưng thôi. Ví dụ doing có nghĩa là động từ này thêm ing vô. Eating, running, riding, eating. À, chú ý cái chữ eating. Eating thì có hai kiểu đọc, mình có thể đọc là eating hoặc là eating. She's eating. She's eating. Eating. Nó giống như chữ đờ, không phải chữ tờ nữa. À, cách phát âm. Về cấu trúc, chủ ngữ I thì đi với từ am. Nếu mà phủ định thì thêm từ not vô. Còn câu đối với chủ ngữ he, she, it đi với từ is. Các chủ ngữ số nhiều, we, you, they đi với từ are. Và có một số ví dụ. They aren't walking. I'm working. I'm not watching TV. Maria is reading a newspaper. Maria đang đọc sách, đọc báo. She isn't eating. Cô ấy không đang ăn. The bus is coming. Xe buýt đang đến. We're having dinner. Chúng tôi đang ăn tối. You're not listening to me. Bạn không đang lắng nghe tôi. The children are doing their homework. Bọn trẻ không à, bọn trẻ đang làm bài tập về nhà. À, còn một cách nó hơi lạ xíu nè. Thì đối với từ a not mình có hai cách viết. Thứ nhất là you đánh dấu phẩy thêm chữ re là you are not listening to me. Hoặc là từ a not có thể viết gộp lại là you aren't listening to me. Có hai cách viết. Hoặc là she isn't. Hoặc là she is not. Hai cái đều được. À, còn đối với từ am thì nó chỉ có một cách duy nhất như thế này thôi. I am not. Chứ từ am nó không có viết gộp với chữ not đứng rời ra. À, chữ am thì lúc nào cũng đứng gộp với chữ a. À, chữ I am not. À, khi sử dụng cấu trúc hiện tại tiếp diễn tức là is, am, are cộng động từ thêm ing để diễn tả một cái gì đó đang diễn ra ngay bây giờ. Ví dụ I'm working. Tôi đang làm việc. She is wearing a hat. Cô đang đội một cái mũ. They are playing baseball. Họ đang chơi bóng chuyền. À, bóng chày. I'm not watching television. Tôi không đang xem TV. À, khi hành động nó có chia dòng thời gian như này, hành động trong quá khứ, hành động ở tương lai thì hành động này đang xảy ra ở hiện tại. Nó kéo dài một đoạn từ đây đến đây. Hành động này đang diễn ra vẫn chưa hoàn tất. Trong tương lai nó cũng có thể xảy ra. Nó kéo dài từ quá khứ đến hiện tại đến tương lai nhưng mà chưa. Và người ta nhấn mạnh tới hiện giờ là chưa hoàn tất, hành động này vẫn đang xảy ra. Nó không nhấn mạnh vào tương lai, không nhấn mạnh về quá khứ. Một số ví dụ nữa. Please be quiet. I'm working. À, vui lòng hãy yên lặng. Tôi đang làm việc. Look, there's Sarah. She's wearing a brown coat. Nhìn kìa, đó là Sarah. Cô ấy đang mặc một áo khoác màu nâu. The weather is nice. It's not raining. Thời tiết thì đẹp. Trời không đang mưa. Where are the children?
They're playing in the park. Bọn trẻ đâu rồi? Chúng nó đang chơi ở trong công viên. We're having dinner now. Can I call you later? Chúng tôi đang ăn tối ngay bây giờ. Tôi có thể gọi cho bạn sau được không? You can turn off the TV. I'm not watching it. Bạn có thể tắt TV. Tôi không đang xem nó. À, mình chú ý cách sử dụng dạng phủ định của hiện tại tiếp diễn so với cách phủ định của hiện tại đơn. Ví dụ mình nói là I don't watch TV. Cái câu này nó có nghĩa hoàn toàn khác với là I am not watching TV. Khi mà nói như câu trên, I don't watch television, có nghĩa là mình là một người không xem TV. Hôm nay mình không xem, ngày mai mình không xem, đó là thói quen của mình. Còn I am not watching TV có nghĩa là mình có thể có xem TV, có thể không xem TV, không có quan trọng. Nhưng mà ngay bây giờ thì mình không đang xem. I'm not watching television. Và cái quy luật ngữ pháp khi thêm in. Khi thêm in thì nó có một số trường hợp. Ví dụ như những động từ tặng cùng e. Muốn thêm in thì bỏ e thêm in. Coming, ride, riding, dance, dancing. Những động từ mà tặng cùng là một phụ âm, nguyên âm tới phụ âm. Ví dụ như run. Run, r là phụ âm, u là nguyên âm, n là phụ âm. Thì gấp đôi phụ âm cuối này rồi thêm in. Running có hai chữ n. Sailing, swimming. Những từ tặng cùng là e, đổi y e này. À, những từ mà tặng cùng ie đổi ie thành y dài rồi thêm in. Lie, lying. Đó là cái quy tắc mà mình thêm in sau động từ. Sau khi học xong mình làm bài tập sau. Thứ nhất là bài tập số 1. Những người này đang làm gì? Sử dụng động từ để hoàn tất vào vị trí đúng. Từ have là có, lie là nằm, play là chơi, sit là ngồi, wait là đợi. Bây giờ mình sẽ điền hết các từ này vào vị trí đúng và cho đúng của thì của hiện tại tiếp diễn. Ví dụ câu 1, cô ấy đang ăn một quả táo. She is eating an apple. Bài tập số 2 hoàn tất câu sau, sử dụng những động từ này. Một số động từ build là xây dựng, cook là nấu ăn, live rời đi, stand đứng, stay ở lại, swim bơi, take. Take thì nó thường thường đi với từ take a shower này. Câu số 6, take a shower nghĩa là tắm bồi sen. Work là làm việc. Điền vô ví dụ như là vui lòng hãy yên lặng tôi đang làm việc. Please be quiet, I'm working. Bài số 3, hãy nhìn bức tranh sau. Viết các câu về bạn Jen. Sử dụng she is cộng động từ thêm in. Hoặc she isn't cộng động từ thêm in. Ví dụ cho mẫu là đang ăn tối, having dinner. À, lúc này cô này không đang ăn tối thì mình sẽ nói là Jen isn't having dinner. Xem TV, cô ấy đang xem TV. She is watching television. Tương tự cho các từ phía dưới. What's happening now? Chuyện gì xảy ra ngay bây giờ? Hãy viết câu đúng. Cái này là viết về bản thân các bạn. Ví dụ như là tôi không đang gội đầu. I'm not washing my hair. Thì mình sẽ viết phủ định. Còn nếu mà ngay hiện giờ mà đang gội đầu thì phải dùng là I am washing my hair. It's snowing. Trời đang có tuyết rơi. Hoặc là it isn't snowing. Trời không có tuyết rơi. Thì sự thật ở đây như thế nào thì mình viết như đó. Ví dụ câu số 3. Tôi ngồi trên ghế. Hiển nhiên là mình đang học tiếng Anh. Chắc chắn mình đang ngồi trên ghế. Thì mình sẽ dùng là I am sitting on a chair. Nhưng mà cũng có trường hợp mình đang ngồi trên giường. Thì mình sẽ nói là I am not sitting on a chair. Mình không đang ngồi trên ghế. Đó là hết bài tập của phần hiện tại tiếp diễn. À, trước khi làm bài tập này thì mình nên học mấy cái từ vựng liên quan đến cái bài số 3 này. Bài hiện tại tiếp diễn. Có một số từ vựng cần nhớ. Thì học xong cái từ các từ đó cho nó nhớ sơ sơ cái từ. Từ nó lưu trong bộ nhớ tạm trước. Rồi sau đó mình làm bài tập thì nó dễ hơn. Còn hoặc là gặp từ nào khó thì mình có thể tra từ điển. À, nhớ là tra từ điển là tra từng từ chứ không nên sử dụng Google dịch để nó chụp nguyên cái màn hình này rồi.